Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức trong chiều nay 10 tháng 7. 6 tháng đầu năm 2023, ngành lao động thương binh và xã hội thành phố Cần Thơ giải quyết gần 28.000 lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển mới và đào tạo nghề cho trên 23.000 người. Tỷ lệ hộ nghèo là 0,52%, tương đương trên 1.900 hộ thực hiện ký kết phối hợp bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ về nhiệm vụ kiểm tra giám sát pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp đến nay bộ phận chuyên trách đã tiếp nhận trên 8.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022 cấp giấy phép lao động cho 40 lao động là người nước ngoài tiếp nhận xét duyệt về giải quyết chế độ chính sách cho 1.500 trường hợp người có công và thân nhân người có công với cách mạng chi trả trợ cấp hàng tháng cho trên 62.000 lượt đối tượng người có công và gia đình người có công với cách mạng với số tiền trên 108 tỷ đồng. Trợ cấp thường xuyên cho hơn 246.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội ngoài cộng đồng với kinh phí hơn 138 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành lao động thương binh và xã hội thành phố, đồng thời chỉ đạo trà soát lại các chỉ tiêu của ngành để theo dõi dự báo tình hình lao động việc làm, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả chính sách người có công quan tâm thực hiện công tác chuyển đổi số để thực hiện các chính sách kịp thời